Vâng, mình chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình quay lại cái cây trang giống Mỹ Hồng cho cả nhà mình xem ha. Mặt hoa của nó này cả nhà. Hôm nay nở ra rất là to nè. Cây này thì nó hơn một cây ăn tay ha. Đây là cái cỡ cây 19.000 đồng một cây mà mấy ngày trước mình có đăng đó. Hôm nay mình giao cho khách 1.000 cây mới rút, rồi chuẩn bị ngày mai mình giao cho khách nè cả nhà. Cây rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là cái số cây mình lựa nè. Đây là cái số cây mình còn để lại mình dưỡng thêm nè cả nhà. Hay trở lại với cái cây này thì như mình báo giá là 19.000 đồng một cây nha cả nhà. Và mọi người mua số lượng ít á thì chịu phí vận chuyển giúp mình ha. Như cái đơn này 1.000 cây thì mình bao phí vận chuyển luôn ha cả nhà. Này 1.000 cây mình tính giá là 18.000. Mình bao phí vận chuyển 200 km ha. Còn quý khách nào mà mua với số lượng nhiều hơn hoặc là ít hơn thì cứ gọi cho mình để mình cho một cái giá hợp lý hơn ha. Số điện thoại của mình là 0917 072 138 nha. Mình ở Bến Tre hay cái nè. Rồi mình chào cả nhà nha.